15H Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15H Bình Dương nha. Thì đó, thấy không đó. Bây giờ 15H sẽ đi quay một cái đám tang ha. Cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Đồng hành với 15H hôm nay là có anh Giàu. Cuối cùng cái hệ đó đi đâu anh? Hành của thị đó, cái hành người đó. Tức là cái trái hệ cuối cùng biết hành người. Ôi ôi, cái này làm nghe kể lại đúng không? Đúng rồi, cô Tích đó. Cô Tích có xem không hay nghe kể không? Mười lăm Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15H Bình Dương ha. Thì hôm nay có một cái đám tang, thì 15H sẽ ghi hình để chia sẻ cho toàn thể quý cô chú anh chị xem. Ở đây thì 15H có thấy một cái xe của quân đội nữa. Chắc có lẽ là một vị sĩ quan. Bạn nhìn đoàn xe đưa người về cõi. Có một cái dòng thơ ở trên xe tang. Sáng nay thì 15H cũng có ghi một cái đám tang của một bé gái, chỉ mới 12 tuổi thôi. Thì bé mất cũng rất là đột ngột luôn. Gia đình cũng rất là thương tiếc. Và đưa tang thì rất là nhiều bà con, cô bác. Và khi quay cận cảnh đám tang đó thì 15H cũng... mình cũng rất là xúc động. Ở đây thì có mấy chú bên quân đội ha, đưa tang luôn.
Ủa anh Ngọc lên với ai? À, anh đi của mình hả? Anh Minh ha. Ở đây là cái đoàn xe đưa tang. À em chào anh Minh ha. Dạ. À đây có lẽ là một đám tang của một mẹ vợ của anh bộ đội. À, một mẹ vợ của anh bộ đội. Mẹ vợ của anh bộ đội. Ủa dép nó son mang anh? Hồi hổm thì có một đám tang của ông gì? Ông làm gì mà bên làm bên ông gì mà làm lớn lắm ta? Dạ. Có quay trong đó. Ông có ông tướng gì đó. Mà quên. Ở trong đây hình như cũng tướng tá là nhiều lắm á nha anh. Thì cũng cấp bậc quân hàm cao cũng đó. Không, nó cao đó. Nó cao đó. Qua quay mấy phút tay kìa. Không khí cũng rất là sôi nổi khi có đội vàng tay ha. Có đội vàng tay thì thường thường đúng ra cái đám ta mà có đội vàng tay thì nó sẽ bớt buồn ha. Dạ. Bớt buồn đi. Chung một lần nữa cũng mình thành thật anh em mình cũng chia buồn cùng gia đình, cũng cầu nguyện cho là hương linh của bà được giáng sanh về miền cực lạc. Chắc là mình lại ra gần tí xíu đó ha. Mình đi qua hướng này nè anh, mình sẽ thấy rõ hơn anh. Dạ. Cái khu này gần như là khu bơi mỏng. Khu này như khu bơi mỏng á. Có mã số nè anh. Mã số đó dưới á. Khu mẹ Việt Nam anh hùng rồi nó nằm khu này khu Y, Y1. Dạ chào các anh nha. Mọi người một nén hương để làm lễ
thầy cũng sẽ làm lễ với chú anh chị, cũng giống như những cái đám tang khác ha. Dạ. Alo. Đây. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. À, nhưng mà dặn dò. Dạ. Dặn dò con nghe thấy chú nói dặn dò là chỗ là cố gắng là anh em đồng kết. Dạ. 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 Nó chết cây rồi. Chết. Dạ đúng. Chết cây của bà rồi. Dạ qua đây chỉ nè. Qua đây nè. Thiệt. Chị biết chuyện lạ nè. Dạ con xin phép chú nha, con cũng đang ghi hình đó. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Một con cóc. Công nhận anh giàu anh hay quá, nhìn thấy con cóc. Dạ. Cái nguyên nhân cái phụ kiện thì nó nghe đó là sót. À, em vẫn chưa biết tên bé nha. Ờ, trong cái video hồi sáng thì có người thân người ta nói là cái tên, nhưng mà giờ thì mình không có biết tên, không nhớ. Dạ. Còn cô đây thì không biết cái nguyên nhân sao mất, chứ cái bé hồi sáng đó. Mình đi xa xa ra ngoài đi. Dạ. Cái này là cái này con gửi làm bộ đội. Mấy cái nguyệt nên là chưa có đúng không? Không, cái này có. Chưa. Mùa gió. Mùa gió hả? Ủa, em thấy thường ta đầu nguyệt nhanh lắm mà ta. Dạ. Ủa sao ta làm mũi gió sẵn ta? Dạ. Mũi gió hả? Đó không. À đúng rồi, mũi gió. Không. Mũi gió là chống lỏng. Ủa, sao lại ta lại đào trước ha? Đào trước. Dạ. Không hiểu. Đó. Không hiểu, không hiểu. Cũng như là trước lần người ta dặn trước rồi. Rồi bên học viên mình đổ đa lên trên. Dỡ lên. Dỡ lên rồi hãy xuống liền ha. Mà không? À, em thấy thường là thường người ta đào nguyệt rất là nhanh mà ta. Nhanh lắm. Không phải. Chứ ở trong đây nó hơi hẹp nè. Dạ. Xe cẩu vô không được. Dạ. Cho nên là người ta mới làm sẵn. À đào xước ha. Đúng rồi, đúng rồi. Chị ra có hàm xuống không? Cho cái cẩu này nè. Cẩu này lên. Trong cẩu lên cái là hạ xuống thôi. Và trong làm cho nó lên. Còn mấy cái khu bên kia, khu nghệ sĩ rồi là nó rộng. Cho đúng rồi, nó rộng. Tới... Ủa mà ở trong đây là ta đào bằng cẩu ha? Là ta đào bằng tay? Cẩu. Người nghệ sĩ nó đi nè.
Chỗ cái hoa sen nãy thẳng vô đúng không? Chị quẹo phải. Chị tìm một của ai ngoài đó chị? Vậy lát chị đi theo tụi em đi. Tụi em là bên cậu Năm Vũ Linh á. Dạ. Tụi em bên đó qua đây nè chị. Chị dạ. Bên gia đình hay sao chị? Không, nghĩ là bà ngoại là bà ngoại của người mất không? Bà ngoại đi là làm hình như là bà và vợ của. Dạ. Bà nội không, nãy có chú kia có hỏi. Dạ. Chút xíu à, chị ấy xong rồi chị chạy thẳng ra đây luôn. Hai chị đi theo tụi em nè, cũng được. Dạ. Dạ. Hỏi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chị cứ đi chú Vũ Linh thì mình cứ đi thẳng cái đường này thôi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Khu này là khu Y đúng không anh? Y1.3. Đây là khu Y 1.3 ha. Sao anh biết hay anh vào? À, sao anh biết ra? Biết chứ, nhìn cái màu biết. Cái này là ta dán cái mã số đúng không? Mã số thì chị. Nghe mày có cái mã phải không? Nào, Y1.3 8822. Dạ. Cái mã một cái màu nè. À. Để coi coi, để mình tính coi 22 nè, 23 nè, 24 nè, 25, 26. Vậy là đây là 27 ha. 27 đây. Vậy là này 28, vậy là đúng rồi. Người ta sẽ đếm chính xác ra từng ô ha. Kiếm khu Y. Cái khu Y là mình lại cái khu Y. Y.3 là cái mình lại Y.3 kiếm. Rồi Y2, Y1. Dạ. Rồi B1, B3. Đó. Như vậy mình sẽ dễ tìm đúng không? Thường trong đây nó tới hàng ngàn ngôi mộ lận. Nhưng mà để mà tìm được mộ của người thân chính xác thì chúng ta sẽ lên văn phòng của Hoa Viên đúng không? Không có, mình lại mình hỏi cái cục nói cái cục đá nữa. Viên ở đây cũng được. Không có, nó có cục đá bự. Mình hỏi tên có không. Đâu anh? Nó có cục đá bự trước cửa ngay đây nè. Có không? Có, tại cục đá bự luôn. Cái nó là... Tên nào tên tên của ai đúng không? Y mấy dạ. Cái như mình nói y mấy dạ. Để anh phân biệt cái khu đúng không? Giờ mấy anh vào để tới chuẩn bị ha. Thời mà cái giờ tốt để là Hà Nguyệt. Dạ. Bà ở đó. Bà đây là mẹ vợ của... Cô có độc quyền không? Mẹ vợ của là... Cái bàn cái đá nó nhỏ ha. Dạ. Ở đây thì 15m thấy có một cái bộ bàn ghế đá rất là mini ha, chắc là cho ông bà ha. Dạ. Để bộ bàn nhỏ. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái đám tang ha. Đó, cầu nguyện đó, bản xanh ha, bản xanh về miền cực lạc ha. Cái bản đó hôm nay cái đầu là bản gì? Cái đầu cái bản gì? Cặp rồng. Không có nguyên cái đầu luôn, trên đó cho bản gì? À không biết. Đầu đau. À đầu đau. Thường thường mỗi một cái đám tang thì cũng đều có là sư, một vị sư theo để làm lễ cúng tế xong rồi mình mới hạ nguyệt. Dạ. Mình nghĩ là mỗi đám luôn, 100 đám thì 100 đám với chị. Để có các vị sư theo làm những cái thủ tục cúng kiến cho đúng những cái lễ thức, nghi thức. Xong rồi mới hạ nguyệt. À, cái nạp mã này là mã này là mã này là mã này. Sao anh biết anh? Một mộ mà hai hình. Là hai hữu cốt. Còn một mình đó là có quan tài, thấy không? Có một cái quan tài, đúng không? Để em phóng to lên cho bà con xem ha. Tức là một mộ mà hai hình. Hai hình là hai cốt. Người ta không biết đứng ở hai con tay chỗ. Tức là một mộ mình vẫn để được hai cốt. Hai hữu cốt. Hai hữu cốt chồng lên. Có khi nào một mộ mà nhiều hữu cốt không? Có. Được không? Được không? Có. Mộ bên kia ba. Anh có cái mộ nào mà bốn năm hữu cốt? Có. Có. Ba. Muốn dắt em đi coi. Bên quê mình đó. Gì hả? Chỗ khu nào? Khu bên bốn đó. Ba hữu cốt luôn hả? Ồ, được luôn hết hả? Nhưng mà mình chưa thấy, để khi nào mình theo anh vào ha.
Đến đây thì 15m cũng chia buồn cùng với gia đình của bà. Mình sẽ tiến của anh Ngọc bên đó ha. Cái chuông với cái đồ gõ đó, cái mỏ không, như mình có một thầy bỏ quên cái mỏ rồi nha. Đúng rồi, gõ xong rồi quên luôn. Cái đó là anh nhắc, anh sợ thầy bỏ quên cái gì đó. Em đố anh ha, trong các chú sĩ quan ở đây, chú nào cấp bậc lớn nhất? Thì nhiều sao với nhiều gạch thì bớt là lớn nhất. Nhiều sao nhiều gạch lớn nhất, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Nhiều sao với nhiều gạch thì lớn thôi, chứ anh còn cái cấp. Nhưng mà có chú là không cần gạch, chỉ cần sao thôi là chú đó là lớn nhất luôn á. Gạch là nó phân biệt ở cái quân hàm cấp tá. Cấp tá cấp quý thôi, nhưng mà cấp tướng trở lên là không còn gạch sao nữa. Chỉ sao thôi, sao vàng. Và như cái này nè, là cái viện chữ U. Chỉ có cấp tướng mới có viện chữ U thôi. Với lại mình nhìn ở trên đây nè anh, mình nhìn ở trên đây ha, anh thấy cái hành chìa khóa không, là sẽ biết được cái bộ phận đó là bên gì. Ví dụ như cái chìa khóa đó là hình như là cục quân nhu hay là quân nhu á. Sao em cũng gần bên
đội gì anh? Trước anh đi bộ đội mà. Bộ đội, bộ đội xuất ngũ quá. Đúng rồi, em đi bộ đội xuất ngũ cũng gần ha. Chứ dạ. Đó giờ em chưa đi bộ đội. Tại vì công an với quân đội thì dễ nhận biết lắm. Bộ đội á thì nó sẽ có màu xanh xanh lá cây, còn công an là xanh xanh dương. Cái màu xanh á, màu áo ha. Dạ. Rồi chính quy với là chuyên nghiệp, chính quy chuyên nghiệp khác nhau nha. Chính quy á là sẽ có một màu vàng, cái nền nền cầu vai á là màu vàng hết. Còn chuyên nghiệp sẽ có một cái đường màu hồng ở giữa cầu vai. Hai bên cái vai mình ha. Đúng rồi. Dạ phân biệt hết anh. Mình phải, đúng rồi. Ở đây thì có một chú đại tá. Dạ. Chú đại tá là chú nào? Đó, cái chú 4 sao á, 4 sao hai gạch là chú đó, là chú đại tá. Chú đứng trước đúng không? Đó chú đứng ở giữa. Chú đứng giữa là hỏi chú. Dạ. Anh hỏi chú. Dạ, chú là đại tá đó. Đây là nào mắt đó. Dạ. Đó là mẹ vợ của anh. Anh nằm trong quân đội. Dạ. Mẹ vợ. Đến đây thì chắc anh em mình xin phép quá ha. Xin phép dạ. Kết thúc tại đây thôi. Dạ. Thì thành thật mấy anh em cũng chia buồn cùng gia đình và cầu mong giá cho linh hồn của bà được giảng sanh về miền cực lạc. Dạ. Giờ anh em mình xin trở về mộ của chúng linh thôi. Dạ. Rồi đến đây thì 15 mét cùng với anh Duy Minh, anh Ngọc và anh Giàu cũng xin phép là về mộ của cậu Năm. Và đến đây thì 15 mét cũng xin phép là kết thúc video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 mét Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Như cái này có rồi mà. Thôi có rồi.